Bé trai kẹt trong cọc bê tông tử vong. Em Thái Lý Hạo Nam 10 tuổi bị rơi xuống cọc bê tông trong công trình xây dựng 4 ngày trước đã tử vong. Thông tin được Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu xác nhận tối mùng 4 tháng 7. Đến thời điểm này, đơn vị cứu hộ đã gần 100 giờ tìm kiếm nhiều phương án nhưng chưa thành công. Cọc bê tông dài 35 mét nơi cháu bé bị mắc kẹt chưa thể rút lên được. Theo ông Bửu, liên ngành giữa pháp y, y tế, chính quyền địa phương đánh giá các yếu tố như vị trí bé bị tai nạn, rơi vào ống cọc có độ sâu, thời gian kéo dài, bị chấn thương, đồng thời quan sát hiện trường cùng các yếu tố chuyên môn khác, nên giai đoạn đầu tiên lượng xấu. Đến thời điểm hiện nay, các cơ quan chuyên môn đã có thủ tục xác định nạn nhân tử vong và tìm mọi cách đưa em lên sớm nhất để lo hậu sự, Phó Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp cho biết. Trước khi Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp công bố bé tử vong, cha bé Hạo Nam, anh Thái Văn Tấn Tài được chính quyền địa phương mời đến hiện trường vụ tai nạn. Anh đi với đôi mắt hoe đỏ. Những ngày qua, anh luôn có mặt ở hiện trường tìm kiếm với mong muốn cứu được con. Tại nhà, hàng xóm cũng sang chia buồn với gia đình. Hôm 31 tháng 12 năm 2022, bé Nam cùng ba bạn vào dự án xây cầu Rọc Sen ở xã Phú Lợi, cách nhà gần 1 km, nhặt phế liệu. Lúc đi qua công trình đang thi công, Nam lọt xuống cọc bê tông rỗng ruột đường kính 25cm đã đóng sâu 35m. Em kêu cứu chừng 10 phút rồi tiếng dần mất hút theo nhân chứng. Cảnh sát cứu hộ cứu nạn tỉnh Đồng Tháp phối hợp với quân khu 9 và nhiều lực lượng điều các thiết bị chuyên dụng đến đào bới tìm kiếm nạn nhân. Do trụ bê tông cắm sâu tiết diện nhỏ, nhân viên cứu hộ không thể chui lọt. Đến trưa nay máy đã khoan sâu hơn 30m, song gặp đất đá cứng bám dính cao, các máy khoan áp lực nước sau một đêm hoạt động đã không hiệu quả. Chính quyền tỉnh Đồng Tháp nhìn nhận việc thiếu kinh nghiệm, hạn chế máy móc nhân lực khiến công tác cứu hộ gặp khó khăn kéo dài.